Chào mừng em đã trở lại với Biên Hòa Yu-Gi-Oh! Lần trước, trong số đầu tiên thuộc series Visage Story, chúng ta đã đến với tộc bài Skeglaw. Ngày hôm nay, hãy cùng tôi và Visage du hành đến hành tinh tiếp theo mang tên Pelerino, nơi ở của những nàng tiên cá với nỗi buồn bất tận, Cheerlemons. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, ra local mà không cầm theo bài để chiến thì anh em lại bảo chú lại không nể anh. Thế thì lấy đâu ra bài để đánh? Còn chơi gì nữa mà không ghé ngay qua Shopee của Biên Hòa Yu-Gi-Oh! Tại đây, bọn tôi có rất nhiều mặt hàng OCG và AE cho anh em lựa chọn thoải mái cùng với giá cả phải chăng. Mua bài của Biên Hòa Yu-Gi-Oh! Đánh thì chỉ có thắng, còn thua là do vấn đề kỹ năng. Link Shopee bọn tôi để dưới phần mô tả, anh em cần kiếm gì thì cứ nhấp vào thôi nhé. Cheerlemons là tộc bài với hầu hết các quái thú tộc Aqua thuộc tính Dark, lần đầu được giới thiệu trong Core Booster Power of the Element. Tên của tộc bài Cheerlemons được gây lại bởi nhiều từ khác nhau, bao gồm Tear có nghĩa là nước mắt, Tiara hay Vương miện, thứ có thể thấy trên đầu của bất kỳ quái thú Cheerlemons nào. Lament có nghĩa là rên rỉ hoặc bi ca, và Firmanence hay bầu trời. Chữ Firmanence cũng có thể ám chỉ đến ma pháp môi trường Primeval Planet Pelerino. Có thể thấy, tộc bài mang theo chủ đề nỗi buồn, và dựa theo cốt truyện, quái thú chủ chốt của tộc là Reinhardt, đại diện cho cảm xúc buồn bã của Visage. Đây cũng là lý do mà các quái thú Cheerlemons đều bắt nguồn bằng những từ ngữ mô tả sự đau buồn hoặc phiền muộn. Dựa theo chủ đề, hầu hết các quái thú trong main deck của Cheerlemons đều dựa theo nhiều loại tiên cá và các sinh vật thần thoại khác nhau. Vừa có tiên cá, lại vừa buồn rầu, thì chắc chắn tộc bài này được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích bi thảm mang tên nàng tiên cá rồi. Ý tôi là The Little Mermaid ấy, mấy bản cổ hơn, chứ bản live action thì... À đủ đặc quá, đặc theo đúng nghĩa đen cơ. Một ví dụ, chẳng hạn như Cheerlemons Kid Kalos, cô được đặt tên theo Chetoceros, một chi tảo cát, sinh vật phù du của biển. Theo khoa học thì sinh vật phù du biển là một trong những thành phần chính của bọt biển. Còn theo cổ tích, nàng tiên cá cuối truyện đã tan biến thành bọt biển sau khi chết. Ba nàng tiên cá Hafnis, Merly, Shreylan và chị cả Kid Kalos đều là các Cheerlemons tộc Aqua thuộc tính Dark. Những nàng tiên cá đều khoác trên mình trang phục và trang sức tương tự nhau. Tóc bạc, đầu đội vương miện và có ổ khóa ở đâu đó trên cơ thể, tượng trưng cho việc họ phải phục tùng một cách ép buộc bởi Reinhardt, kẻ thống trị chuyên chế tại Pelerino. Để nhấn mạnh hơn về chủ đề nỗi buồn, các nàng tiên cá luôn được miêu tả với khuôn mặt đau khổ và đang khóc. Dễ thấy nhất thì có trong artwork của lá bài Cheerlemons Suliek. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn vào các quái thú Cheerlemons. Hãy đến với các nàng tiên cá trước. Đầu tiên sẽ là Cheerlemons Hafnis. Hafnis được dựa theo Hafre trong tiếng Đan Mạch và tiếng Na Uy Bokmal thì nó có nghĩa là nàng tiên cá. Thành viên tiếp theo là Cheerlemons Merly, cũng được dựa theo những sinh vật dạng người sống dưới nước hoặc trong truyền thuyết và thần thoại. Đầu tiên là Melusine, một nữ thần nước sống trong giếng hoặc sông Thánh, xuất hiện trong văn hóa dân gian châu Âu. Thường được miêu tả là một người phụ nữ có hình dáng là một con rắn hoặc cá từ thắt lưng trở xuống. Thứ hai là Merow, nàng tiên cá hoặc người cá trong văn hóa dân gian Ireland. Các Merow được cho là cần có một chiếc mũ thần kỳ để di chuyển giữa vùng nước sâu và vùng đất khô. Cuối cùng trong bộ ba là Cheerlemons Shreylan, được lấy cảm hứng từ Siren, một sinh vật nửa người nửa chim trong thần thoại Hy Lạp, vô cùng nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ, cùng giọng nói mê hoặc ngân nga ra những bài hát du dương. Chị cả của các Cheerlemons chính là Cheerlemons Kid Kalos. Về chi tiết lấy cảm hứng thì tôi đã đề cập ở phần giới thiệu rồi, nên sẽ không nói ở đây nhé. Kid Kalos có một dạng nâng cấp, đó chính là Cheerlemons Rook Kalos. Sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của Reinhardt, Kid Kalos đã hóa thành Rook Kalos, đồng thời cũng mất luôn ổ khóa trước đó của cô. Ngoài ra, cô cũng mang cho mình một hình dạng khác. Sau sự xâm lăng của Kastira, một số quái thú của các tộc cũng bị tha hóa. Kid Kalos cũng bị biến đổi,
để rồi hóa trở thành The Elements Castira. Có cùng chỉ số công thủ, thậm chí là cả ổ khóa dưới ngực cũng trở lại. Vẫn chưa dừng lại ở đó, sau khi được thanh tẩy bằng sức mạnh của Manadium, Kid Kalos hóa thành Manadium Trisukta, nhưng đó sẽ là câu chuyện của một ngày khác. Tiếp theo chính là bậc đế vương của hành tinh Pererino, The Elements Reinhardt. Gã này là một trong những biến thể bị tách ra khỏi Visage Starfrost, đại diện cho cảm xúc buồn bã. Cũng như các biến thể khác, tên của The Elements Reinhardt áp dụng một công thức nhất định, bao gồm The Elements là tên của tộc bài, Reinhardt là tiếng Tây Ban Nha của chữ Ram hay chứa không gian, và chữ Heart có nghĩa là trái tim. Reinhardt có công thủ đảo ngược lại với Visage. Mỗi biến thể của Visage đều có một hình dạng nâng cấp, với Reinhardt chính là quái thú Fusion, The Elements Kaleidohardt. Tên của quái thú này được đặt dựa theo Kaleidoscope hay kính vạn hoa, một dụng cụ quang học thường được tạo thành từ 3 tấm gương xếp theo hình lăng trụ, có tác dụng tạo ra hình ảnh phản xạ nhiều lần. Chi tiết này cũng ám chỉ đến tính thẩm mỹ kính màu của tộc bài The Elements. Ma pháp môi trường Primeval Planet Pellerino chính là hành tinh của Reinhardt và The Elements. Pellerino có một phiên bản mô phỏng của chính nó xuất hiện trong artwork của Manadium Meek. Tên của lá bài này, Pellerino, được ghép lại từ Pearl hay Ngọc Trai và Reino. Cũng giống như các ma pháp môi trường của các tộc bài khác thuộc Visage Story, Pellerino có chứa chữ kanji Isekai, hay được dịch ra là First World Destruction, thế giới đầu tiên bị hủy diệt, trong khi Rexphobia, hành tinh của Reinhardt và Skeglor, là hành tinh thứ tư. Sau khi Reinhardt bị đánh bại, hòa bình một lần nữa được lập lại tại nơi Pellerino. Hành tinh Pellerino lúc này đã trở thành ma pháp môi trường The Elements Perligia, với chữ Reino được đổi thành Regia, tiếng Latin có nghĩa là vương đô hoàng gia. Ba nàng tiên cá lúc này đã được tháo khỏi khóa móc trên ngực. Sự tươi vui xuất hiện ám chỉ đến việc họ đã được giải thoát khỏi sự áp bức của Reinhardt. Trông Merly có vui vẻ chứ kìa, đáng yêu thật đấy chứ. Chữ Suliek trong The Elements Suliek là ghép lại bởi hai từ Suli, bồi nhọ, và Shrek, có nghĩa là la hét. Chúng đều là những hành động của Reinhardt và các The Elements trong artwork. Ngoài ra thì ma pháp và cạm bẫy của tộc bài cũng chẳng còn gì thú vị để đề cập nữa, cho nên chắc chúng ta sẽ qua luôn phần kế tiếp. Các lá bài còn lại thì bao gồm The Elements Heartbeat, Grief, The Elements Scream, The Elements Metanoise và The Elements Crime. Thời điểm viết từng dòng script cho các chị em nhà The Elements đã là năm 2024, mà tay tôi vẫn không thể nào ngừng run rẩy khi mà cơn ác mộng mà các nàng tiên cá ấy đem lại chưa thể nào nguôi ngoai khỏi các player thời điểm năm 2022. The Elements sở hữu chung một khả năng mưu 3 top deck, hay gửi 3 lá ở đỉnh bộ bài mỗi khi chúng súng mộ bằng hiệu ứng, ngoại trừ anh Reinhardt thì gửi thẳng một card. Chính điều này đi kèm với khả năng Fusion Summon độc đáo bằng cách cháo tài nguyên từ mộ về lại bộ bài của Merly, Havnis và Shaylen đã khiến tộc bài thể hiện vô cùng tốt với lối chơi xoay quanh việc gửi bài từ deck xuống mộ ấy. Bổ trợ cho những nàng tiên cá là những vệ thần cổ xưa được retrain, nay tái xuất với các thành viên là Kelbeck the Ancient Vanguard, Agido the Ancient Sentinel, Mudora the Sword Oracle và Keldo the Sacred Protector. Nếu như Kelbeck và Aigido hỗ trợ cho những nàng tiên cá bằng cách mưu 5, thì Mudora và Keldo lại đóng vai trò như những DD Crow at home, làm những disrupt từ mộ gây khó khăn cho đối phương. Và cũng vì Fusion Summon như vậy, nên các The Elements cũng không sợ bị out deck đâu nhá. Khi bần cùng lắm, thì Mudora và Keldo cũng hoàn toàn xử lý được điều này. Reinhardt, Shaylen hay Merly đều có thể đóng vai trò như những starter của deck, mở mang cho việc mưu 3 top deck của tộc bài. Những người chơi The Elements sẽ hướng đến việc gọi ra Kid Kalos để mở rộng tài nguyên. Sau đó sẽ là những quái thú dung hợp mạnh mẽ như Kaleidohardt và Rukalos để quấy rối đối phương.
Ngoài ra, Hafnir cầm tiên tay cũng sẽ đóng vai trò như một nguồn quấy rối đối thủ ngay trong lượt của họ. Mà không chỉ mỗi Hafnir đâu nhá. Tielemans Castira cũng có thể làm được điều tương tự khi không những cho chúng ta thêm tài nguyên trên sân với một sát level 7 mà lại còn có thể mưu đến tổng 5 lá nữa chứ. Tielemans cũng sở hữu các ma pháp và cạm bẫy phải nói là cực kỳ chất lượng, tương tác tốt với khả năng gửi quái thú xuống mộ bằng hiệu ứng. Một số cái tên nổi trội ta có thể đề cập đến như Scream giúp mưu top deck, giảm sức công của đối phương, Metanoi sấp mặt quái thú của đối thủ và chôn một quái thú Tielemans xuống mộ, Suliek là một Infinite Impermanence bằng cách gửi một quái thú trên sân xuống, Tielemans Heartbeat nhằm bắn phá spell trap, vân vân và mây mây. Lý do mà tôi cho rằng các ma pháp cạm bẫy của Tielemans tương tác cực tốt với khả năng gửi quái thú xuống mộ bằng hiệu ứng là bởi chúng cũng có những hiệu ứng riêng biệt khi bản thân chúng bị gửi xuống mộ bằng hiệu ứng. Từ việc Search Monster với Suliek, Search Trap với Scream, cầm lại từ Banish với Crime. Tất nhiên thì ta cũng không thể nào bỏ qua ma pháp môi trường Primeval Planet Pararhino khi không chỉ là starter cho tộc bài mà lại còn biết bắn phá nữa chứ. Tips and Trick là bạn có thể dùng Pararhino bắn đi chính những nàng tiên cá của mình để kích hoạt hiệu ứng, triệu hồi dung hợp nữa đó. Dựa vào lối chơi gửi card từ deck xuống mộ ấy mà những nàng tiên cá này có thể chơi chung với những tộc bài khác như Castira, Lightsworn và nổi trội nhất là Shadow. Hollow giúp tăng khả năng mưu của deck, Squamata thì chôn thẳng một Shadow card nói chung và Beast đem lại cho người chơi khả năng rút bài. Mục đích chính của việc chơi Engine Shadow chính là ở khả năng triệu hồi ra El Shadow Winda một cách quá đơn giản, cũng bởi các nàng tiên cá Tielemans ấy lại đều mang cho mình thuộc tính Dark. Như đã đề cập ở trên, Tielemans không chỉ mạnh ở khả năng combo cháy máy, dung hợp tương tác ở mộ, mà còn ở khả năng chơi bài trong lượt đối phương, biến lượt của họ thành lượt của bạn luôn. Bạn thử tưởng tượng xem, đang yên đang lành thì đối phương gọi ra Winda ngay trong lượt của mình, là cũng chỉ có xếp deck mà ra về thôi. Ngoài ra thì với điều kiện summon đơn giản, Predaplan Dragostapelia cũng được bài thủ chơi tia tin dùng. Đồng thời, Sprite Elf cũng là một con bài đáng tin cậy khi vừa đem lại khả năng bảo kê chỉ định khỏi hiệu ứng, vừa giúp chúng ta gọi lại Merly nhằm mở rộng tài nguyên. Đáng tiếc thay, chủ lực của Sprite đã bị ban khiến cho rất nhiều bộ bài phải cất vào một góc. Điểm mạnh là vậy, nhưng các Tielemans cũng mang cho mình các điểm yếu chí tử. Các nàng tiên cá mang khả năng dung hợp lại đều có thuộc tính Dark, nên từ đó sẽ không chỉ là miếng mồi ngon cho những Bestial mà còn là cho những DD Crow và Call by the Grave. Necro Valley cũng sẽ là một ma pháp môi trường nhằm phong ấn các nàng tiên cá ngủ sâu dưới đáy đại dương, khiến cho việc triệu hồi bằng cách tráo nguyên liệu về lại bộ bài là không thể. Chơi nhiều ở mộ á? Thế thì say hello to my shifter and friends, Dimensional Fissure và Marco Cosmos. Nhưng lá bài ấy sẽ khiến cho các nàng tiên cá còn chả có dịp xuống mộ mà chơi luôn. Một vài cái tên khác để khắc chế tia có thể kể đến như DDR, Different Dimension Ground hay Gravekeeper's Inscription. Trước khi kết thúc video, hãy cùng tôi tìm hiểu cốt truyện của Tielemans. Như đã nói trong video trước, cốt truyện chính thức của Visas được chia thành hai phần trong hai cuốn The Valuable Book X Volume 3 và 4. Tôi sẽ chia đều cốt truyện cho tất cả tộc bài thuộc Visas Story cho các video. Vì thế nên nếu như anh em muốn tìm hiểu đầy đủ, hãy đón chờ những video kế tiếp của Biên Hòa Yu-Gi-Oh nhé! Chương 2. Primeval Planet Pararhino. Một giọng nói phát ra từ bên trong Visas lúc anh đang tìm kiếm thế giới tiếp theo. Do bản ngã chưa hoàn toàn hồi phục nên kẻ đáng ra đã bị hấp thụ hoàn toàn, Rage Heart đã trở lại với hình dạng Scareclaw Lightheart. Nhưng lần này là với tư cách bạn đồng hành cùng Visas. Rage Heart chỉ đường cho Visas đến với thế giới tiếp theo. Điểm đến tiếp theo của họ là một hành tinh xanh được bao phủ bởi đại dương và ngọc trai, Pararhino. Ngay khi đặt chân đến hành tinh này, anh vô tình bắt gặp các nàng tiên cá sống tại nơi đây, các Tielemans. Nhìn thấy diện mạo của Visas, các nàng ngay lập tức e sợ vì anh có ngoại hình giống với chủ nhân hiện tại của họ.
vì Sass thắc mắc về thế giới này với các năng tiên, đồng thời cảm nhận được sự khác thường so với Rageophobia. Nhưng thay vào đó, các năng tiên cá giải thích rằng chủ nhân của họ đang tìm kiếm những giọt nước mắt để đạt đến sự bất tử. Việc tiết lộ bí mật của chủ nhân đã khiến cho Reinhardt, chủ nhân của các Telemans, thực thể đại diện cho bản ngã nỗi buồn, xem như không khác gì một sự phản bội. Vô cùng phẫn nộ, tên hôn quân nô dịch bất ngờ xuất hiện trước mặt Visas và biến hình thành một con thủy quái gớm ghiếc, có vô số xúc tu mạnh mẽ. Hắn tự gọi mình là Telemans Kaleidohurt. Sử dụng khả năng tẩy não, hắn điều khiển các nàng tiên cá, buộc họ phải tấn công Visas. Các nàng tiên phối hợp vô cùng khéo léo với Kaleidohurt đã áp đảo Visas. Mặc dù đang thất thế, nhưng Visas vẫn phải nghĩ cách để cứu các nàng tiên Telemans, vừa chật vật phòng thủ và vừa nghĩ cách chiến đấu. Để có thể lật lại thế trận, Lightheart gợi ý nhắc cho Visas về khả năng mới mà anh hấp thụ từ Rageheart, sử dụng quyền năng của nỗi sợ để chống lại nỗi buồn đang tẩy não các nàng tiên. Sự sợ hãi nhanh chóng lấn át nỗi buồn mà Kaleidohurt áp đặt lên Kid Kalos, nhanh chóng phá vỡ lời nguyền của hắn ta. Thoát khỏi sự kìm hãm, Kid Kalos từ đằng sau đâm một nhát chí mạng và nhanh chóng hạ gục Reinhardt. Được giải thoát khỏi tên hôn quân Reinhardt, các Telemans được giải phóng tự do. Kid Kalos cũng tiếp cận lại với quyền năng của ngọc trai mà Reinhardt độc chiếm, trở thành hình dạng Rukalos với bộ giáp dạng người của một nữ hoàng. Ngay cả khi có một phần sức mạnh từ Reinhardt, nhưng Visas vẫn chưa hoàn thiện. Trong lúc hấp thụ Reinhardt để lấy lại phần cảm xúc buồn bã, một tia sáng đỏ chớp nhoáng, và để rồi Reinhardt đã biến mất. Ánh sáng đỏ ấy chính là một thành viên tinh nhuệ của binh đoàn Castira với cái tên Unicorn. Chúng chờ đợi thời cơ để bắt cóc Reinhardt. Và ngay sau khi đạt được mục đích, thậm chí còn hơn thế nữa, một tên trong số chúng cũng đã hạ gục và bắt cóc Rukalos, ngay lập tức rút lui. Bị thúc đẩy bởi sự miễn cưỡng trong việc giành lại Reinhardt, Visas lên đường truy đuổi Unicorn và quân đoàn Castira. Và đó là tất cả những gì các bạn cần biết về tộc bài Telemans. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment phía bên dưới nhé. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi cho Biên Hòa Yu-Gi-Oh! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!